Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính đã đẩy mạnh tiếp nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến. Hiện tại có gần 1.360 thủ tục hành chính được cung cấp thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh. Trong đó, 76,21% là thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 và 4. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã tiếp trên 12.000 lượt công dân đến liên hệ thực hiện thủ tục hành chính. Tiếp nhận và xử lý mới trên 19.000 hồ sơ, trong đó có trên 13.000 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, đạt gần 70%. Tỷ lệ hài lòng của người dân đối với việc phục vụ của Trung tâm đạt gần 100%. Bên cạnh việc đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, hiện nay Trung tâm cũng đang tích cực triển khai dịch vụ tư vấn thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia qua Tổng đài 0221 1022.